chuẩn bị đón năm mới Mậu Tuất 2018. Các tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội, các trung tâm thương mại trang trí đèn, hoa rực rỡ, lung linh sắc màu để chào đón năm 2018. Chỉ còn ít ngày nữa là đến thời khắc giao thừa chào đón năm mới Mậu Tuất 2018. Một số tuyến đường lớn tại trung tâm thành phố Hà Nội được trang trí đèn hoa rực rỡ. Mỗi con đường được trang trí theo một phong cách riêng, tập trung vào các biểu tượng hoa, trang trí đèn lung linh sắc màu, thu hút đông đảo người dân thành phố tham quan, vui chơi, chụp ảnh. Tạo cái không khí là chuẩn bị đến đón mùa xuân, và điều này cũng sẽ thu hút được khách du lịch cũng như là những cái người dân đến tham quan thủ đô Hà Nội trong những ngày này. Năm nay, các tuyến phố được trang trí bằng nhiều mẫu thiết kế khác nhau, trái ngược với nhiều năm trước. Năm nay, Hà Nội dùng các mẫu trang trí đơn giản và quen thuộc, hoa đào, pháo hoa cũng xuất hiện. Không quá rực rỡ, nhưng các điểm nhấn trang trí trên các tuyến phố tại Hà Nội cũng đủ để báo hiệu Tết Nguyên đán đã ở rất gần. Bên cạnh hệ thống chiếu sáng của thành phố, trang trí của nhiều tòa nhà lớn cũng góp phần đem lại màu sắc bắt mắt. Tổng thể hệ thống chiếu sáng trang trí được nhiều người đánh giá là hài hòa, không màu mè và phù hợp với văn hóa của người Hà Nội. Các nhà thiết kế có cái mẫu, chúng tôi xong rồi đại trà, rồi lại làm nữa, rồi chúng tôi ra lại thực tế trên thực địa nữa để mà có ý kiến. Thì trong thời gian đó cũng phải xem xin ý kiến của các dư luận, các nhà báo, được nhân dân để chúng tôi tiếp tục chỉnh sửa, làm sao cho nó ra một cái tính thẩm mỹ nó cao, nó đẹp hơn. Trái ngược với một vài năm trước, việc trang trí bị nhiều người dân Hà Nội đánh giá là tương đối lẻ loẹt, thì năm nay, các tuyến phố của thủ đô được tô điểm khá nhẹ nhàng, song vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, hợp lý. Mẫu thiết kế hoa đào mang không khí xuân kết hợp với hệ thống đèn sáng lung linh được treo dọc nhiều tuyến phố trung tâm. Việc chuẩn bị chu đáo từ tổ chức cuộc thi vận động sáng tác đến lựa chọn kỹ càng các hình thức và chủ đề trang trí đã khiến cho Hà Nội thêm phần rực rỡ, lung linh khi Tết đến xuân về.